Rồi, hello anh em. Đó, tiếp tục em lên một mẫu xe mà phải nói là anh em dân chơi là rất thích nè anh em. Mà con này cũng siêu nét nha. Nó cái phom dáng đi ô như này. Phom dáng đi ô ZX. Mà con này nó là Dio Z4 FI nha anh em. Dio Z4 FI đời cao, mâm vàng, phuộc vàng nha anh em. Động cơ FI đề từ. Và con này em bán giá công khai cho anh em luôn. Nó rất là dễ chơi nè, rẻ chỉ bằng con copy Sunker nè anh em, bán 20 triệu nha. 20 triệu mua một con xe này về tặng cho vợ, cho con đi học nhỏ gọn hay cho mẹ đi chợ đồ là rất ok nha anh em. 20 triệu nó mang lại cho anh em một cái chiếc xe là khá đẹp nha. Quan trọng là anh em có thích cái ngoại hình của nó không thôi. Đó, phom dáng nhỏ gọn ha. Đó, phom dáng nhỏ gọn nè, tiết kiệm nè. Con này là Dio Z4 nha anh em, Z4 FI nha. 20 triệu và con này nè, đồng hồ nó mới có vài trăm cây anh em. Chắc xe là zin nguyên một con 100% nha. Rổ rồi rổ gắn thêm nha anh em. Không có rổ zin nha. Sơn zin, máy zin và con này cái máy cực dữ nha. Cái đời cao bánh mâm nhôm. Bánh mâm vàng phuộc vàng á nè. Nó và phuộc sau là phuộc đỏ luôn nha. ZX nó giống như Dio ZX vậy đó nè, những phơm nó tựa gian vậy đó. Nhưng mà con này là Z4 FI đời cao. 20 triệu nè. Mua một con xe này để em so sánh thử với một con copy. So sánh thử với con copy Sunker ha. Nè, con copy nó thua con này nè. Là cái dàn mâm, dàn phuộc nè anh em. Copy thì nó xài mâm sắt, đúng không? Và nó phuộc hơi thường. Còn thằng này là mâm nhôm và phuộc vàng. Đó. Nó cũng vẫn là máy đề từ 50cc. Đó. Ở bên sau con này có cản led nè, hộp đồ cũng to nè anh em và động cơ FI nha. FI rất là tiết kiệm xăng nha anh em. Con này chạy bao mỡ, bao dữ. Lên là copy Sunker là không có vé nữa đâu nè. Đó, lâu lâu về được con Z4 rồi nè anh em. Gặp mấy con xe này em gặp xe nét mà chuẩn em mới mua nè. Đó, con này là sơn zin nha anh em. Sơn zin từ Nhật về nguyên con luôn á. Sơn zin nè. Nhám này là nhám zin nè nha. Màu nhìn mượt không? Nhám zin, phần trong đen là đen zin. Full zin á, full zin 100%. Con này về là mua tặng cho vợ là bao sướng anh em. Và giá thành chỉ 20 triệu. Rẻ hơn con Career, rẻ hơn con Skippy Sunker. Đó, 20 triệu mình mang lại cái cảm giác xe cho mình là nó chất lượng hơn nhiều nha. Theo như con này mà em chạy con Skippy Sunker khoảng 10 ăn 6. 10 ăn 6, 10 ăn 5 anh em. Nè, phuộc đỏ đời cao nè, phuộc đỏ nè nè. Phuộc sau là phuộc đỏ luôn nha. Cái chất xe con này đẹp lắm. Ốc tán là zin chưa gam nghe nè. Nè, chấm sơn còn nè. Nó ốc tán zin nha. Nè, nè anh em nhìn cục ngoái thằng chép đi là nó mới không. Con này khá nét. Có chống ngang luôn nghe nè. Về mình chỉ đổ xăng là xài thôi. Xe mình là xe nội địa Nhật về nha nè. Anh em đừng hỏi sang tên đăng ký gì mà em ha. Nè, cái gớp đồ nó cũng khá to nè anh em. Nó to tương tự như con Scoopy luôn nè. Có khóa chống đứng luôn nha. À. Không, con này chạy là em thấy là bao thích hơn á. Bao thích hơn rồi con Scoopy. Đồng hồ nó chỉ vài trăm cây thôi nè. Đó, nhưng mà mình không biết chính xác là nó có tua hay không. Nhưng mà mấy dòng xe giá rẻ này chắc không ai tua đâu nè. Và cái chất xe nó mang lại rất đẹp nè. Cái chất xe con này đẹp lắm. Clip sợ anh em không thấy rõ chứ. Lên một chiếc xe này con này ha, chạy là bao mượt bao dữ. Đến nơi mà kiểu như anh em lên chạy à, kêu máy chê, máy hú, máy không mượt, không im, trả xe giùm em, gửi anh em cà phê 1 triệu. Máy là bao dữ nha. Không con nào nói. Máy dữ nha anh em. Động cơ FI nè. FI nha. Cái đời này có một con gì Sunker nữa nghe anh em. Sunker người ta bán gần 18 19 triệu rồi đó anh em. Nhiều khi khách xài không biết thì đâu biết cái Sunker này là FI. Nhiều khi hỏi chỉ biết là con Z4 thôi. Ồ, con này FI nha. FI chạy con này là chạy rất là tiết kiệm xăng mà nó mượt lắm anh em. Nè, để em mở cái phần nắp xăng cho anh em coi. Mới đúng mới luôn. Con này nhỏ nhỏ mà mua cho vợ chạy là đúng bài. Nè, nắp xăng còn chấm sơn rồi anh em. Thùng xăng nè.
Đó, trông nhìn mới ghê không nè. Chất lượng lắm anh em. Anh em mà hỏi cái đồng hồ này 200 mấy cây gì, nó cũng gần bằng xe thùng mà, có bao là đúng chuẩn đồng hồ km không ha. Em không có làm phần này em không biết đâu anh em, không có bao phần đó đâu, mình chỉ thấy 200 mấy cây thôi. Nhưng mà cái chắc xe mình là full zin, mình chỉ cái nào tận mắt thấy, tận mắt mình biết là mình sẽ bao cho anh em nha. Bao anh em full zin nguyên một con áo, áo zin, máy zin. Đó. Áo zin, máy zin nha anh em. Áo là sơn zin luôn á. À, anh em nhìn cái FI nó mới nè anh em. Chắc xe đẹp lắm. Bao ghiền cái máy con này. Con này nó máy nó nè. Thắng bên này nè. Động cơ nó đề tư nha. Đề tư. Đề tư FI nha anh em. Cái máy nó tương tự như máy thằng C-Copy MFI vậy đó nè. Nhưng mà nó lại hơn thằng copy. Copy FP là cái dàn chân nó được mâm vàng, phục vàng anh em, mâm nhôm. Nó chạy chiếc xe nó cứng hơn. Chạy cái chiếc xe mà mâm nhôm nè, phục vàng này nè. Nó chạy cái xác nó đậm hơn một con copy lắm nha anh em. Đậm hơn copy và đậm hơn career rất nhiều nha. Chạy rất là đậm. Cái cảm giác lái nó tốt hơn lắm anh em. Đó. Đã chưa? Máy là cực im, bao zin và bao im cho anh em. Cản led nè nha, cản led nha anh em. Ôi cái nút Z4 nút đỏ luôn ta. Máy cực dữ. Lên con này mà anh em chỉ mua về cho vợ tặng là bao uy tín luôn. Máy chất lắm anh em, máy cực chất. Lên chạy ghiền lắm. Kiểu xe nó đầm mà nó mượt á. Không phải mình bán, mà mình bán con này mà mình chơi career hay copy vậy nè. Career copy em có chứ, thứ nào em cũng có chứ nè. Hiện tại đang có mà. Nhưng mà con nào cái chất cảm nhận nó mình về mình cảm nhận được là mình sẽ báo cho anh em cụ thể hết nè. Con này 20 triệu xứng đáng đồng tiền nè. Quan trọng là anh em có thích cái phơm dán này không thôi. Phơm dán nó nhỏ nhỏ mà nó vuốt đít lên nè. Kiểu nó steam nữa nè. Không, cái này mấy chị nữ dạy nhìn đẹp, nhìn sang lắm nè. Phơm dán kiểu như nó cá tính chút ha. Mâm vàng, phục vàng mà. À. Ok chưa nè. Siêu nét, con này siêu nét. Mua mấy con này là mua mấy con cọp cọp đẹp đẹp gì nữa nè. Đó, về nhìn mới ghiền. Rồi anh em nào mà đang muốn sở hữu một con xe nội địa Nhật, một con xe tay ga nhỏ gọn, đó, tiện lợi nè, tiết kiệm xăng nè, đó, phục vụ cho mấy chị đi chợ hay mua cho con chạy đi học rồi đó, thì đây là một sự lựa chọn mới cho anh em nha. Honda Dio Z4 4 thì FI nha anh em. Đời cao, mâm vàng, phuộc vàng, full phụ kiện bao gồm kính rổ trước ha. Có chống ngang luôn nha anh em. Bao anh em máy zin, áo zin. Áo zin theo xe luôn nha anh em. Rồi, anh em nào quan tâm thì cứ alo em ha. Số điện thoại em là 0832354148 nha anh em, số đó cũng là số Zalo em luôn nha. Giá em nó là 20 triệu không fit không bao ship nha anh em. Anh em tham khảo thị trường thoải mái, nếu thấy bên em bán giá ok thì vào việc giao lưu với em ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video luôn.